Dạ, Vũ chào cả nhà. Sáng hôm nay Vũ lại cùng với anh em ta Tâm Văn Thiền, họ đạo Cao Đài, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Tiền Giang, đến để hỗ trợ qua gia đình để đưa linh cữu của vị cố đạo hữu Nguyễn Thị Bằng, 67 tuổi, tại phường 1, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan và đưa linh cữu của vị đạo hữu về nơi nghỉ cuối cùng nha. Và cả nhà đừng quên đi xem cho Vũ và mấy anh em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và một lời cầu nguyện để hương linh của vị đạo hữu được siêu thăng tịnh độ nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.
Thank you.
lợi ta bà ha nam mô a di đà bà dạ đa bà dạ đa dạ đa di dạ bà ha di đà lô bà tề a di đà đa tất tam bà tề a di đà đa tề ca lan đế a di đà đa tề ca lan đa dạ di đà dạ dạ na di đà ca lợi ta bà ha nam mô cao đại tiên ông đại bồ tát ma ha ta nam mô cao đại tiên ông đại bồ tát ma ha ta nam mô cao đại tiên ông đại bồ tát ma ha ta nam mô Phật. Oh. 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 Oh.